mình hai gối phải quỳ xuống đất. Bất cứ ai cũng có thể được chứng minh, nhưng đối với các vị, đây là sự chứng minh của Buddha. Lúc nghe pháp lành phải ngồi tư thế như hoa sen, bàn tay mở. Con xin quy y Buddha. Con xin quy y thật tướng của pháp. Con xin quy y đoàn thể từ bi và yêu thương. Đã nói xong quy y Phật Pháp Tăng, giờ đây các vị đã trở thành tỳ kheo. Hãy làm một giọt nước trong dòng sông tư duy, luôn sống một cuộc sống giản dị và hòa hợp. Love.